Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau làm cảnh đêm cho Queen Dynamax này. Đầu tiên các bạn xóa đèn dây sân và chúng ta sẽ tiếp tục đặt những đèn phụ để làm cảnh đêm. Tôi tạm thời tắt đối tượng này đi. Bạn nhấn phím H trên bàn phím, chọn đèn dây sân, nhấn OK và nhấn phím Delete trên bàn phím. Chúng ta nhấn F10 lên, kích hoạt vật liệu ghi đề, tại vì tôi đang muốn test vật liệu mà thôi. Tôi bấm vào chữ Override này, test nào, và đóng bằng vật liệu lại. Bây giờ các bạn bật M lên. Đầu tiên, với map HDRI này, tôi sẽ giảm sao cho nó tối đi, phù hợp với môi trường đêm hơn. Ở đây các bạn chú ý rằng, map này chúng ta có thể xoay ngang xoay dọc được nữa nhé. Bạn chú ý nó xoay này. Và ở đây chúng ta có phần multi bằng 2 rồi, tôi sẽ cho chấm 1, Enter. Và chúng ta render để xem ánh sáng đã tối chưa. Tôi thấy ánh sáng tương đối tối rồi. Nhưng bây giờ tôi cần nó tối hơn chút nữa thì chúng ta cứ việc giảm thông số này thôi. Chấm 1, chấm 0.5 và bấm render lại. Tôi cần cảnh này thực sự giống đêm hơn. Tôi cho chấm 0.1 thôi. Và tiếp tục render. Test đến khi nào chúng ta cảm thấy ưng ý với một trời tối thì thôi. Đối với background đã tương đối được rồi. Với cảnh đêm này, chúng ta xử lý sẽ rất đơn giản. Những vùng nào có đèn thì mình sẽ đặt ánh sáng vào mà thôi. Tôi tắt đối tượng này đi. Và nhấn Alt+V kép lên. Ở đây chúng ta thấy có các dải đèn. Các bạn nhấn Shift+C trên bàn phím để hiển thị camera. Góc nhìn chúng ta đang từ đây vào. Và chúng ta có các dải đèn đây. Đèn này các bạn có hai cách đặt. Thứ nhất là các bạn đặt bằng relay sphere. Còn bây giờ tôi sẽ dùng relay light lên để chúng ta đặt. Tôi chọn đèn. Đèn relay. Và chọn relay light. Chúng ta chuyển kiểu đèn từ đông qua lên. Và tôi kéo đúng vị trí này để đặt. Xuống xuống dưới. Các bạn nhấn phím Z màn phím ở zoom gần lại. Nhấn F3. Tôi sẽ kéo vị trí này cao hơn. Sao cho nó gần một cái đèn. Các bạn kéo lên. Gần vị trí của đèn. Qua Modify, các bạn có thể chỉnh cường độ, màu sắc của bản đèn hay không. Tôi để mặc định 30. Và cho màu vàng. OK. Trên mặt top, tôi sẽ copy ra nhiều đèn nữa. Tôi sẽ shift. Các bạn nhớ copy cho extend để chỉnh một lượt thôi. Và đặt đúng vị trí. Tôi zoom nhỏ lại, shift kéo qua. Có thể tạo thêm nhiều cái đèn nữa. 5 cái, OK. Chúng ta thiếu 2 cái nữa. Giữ shift tiếp. OK. Ở cảnh này, tôi bắt đầu test lại. Tôi chọn màu vàng hơi tươi. Và các bạn bấm render. Sau khi render xong, chúng ta thấy đèn chúng ta tương đối le lói ở đây. Có thể chúng ta phải tăng cường độ đèn nhiều hơn nữa và cho màu nghiêng trắng hơn chút xíu. Cam. OK. Ở đây 30, chúng ta tăng lên khoảng 150 và tiếp tục render. Test vùng này. Tôi thấy đã sáng hơn rất nhiều, vì vậy chúng ta có thể sao chép đèn ở vùng này qua vùng này nữa. Tôi đang chọn đèn, tôi giữ phím Shift để sao chép qua vùng này. Tôi chọn Extend, Alt+V kép lớn không nhìn lên. Đó, vị trí này. À, OK. Và tiếp tục ở đây nữa. Chúng ta có rất nhiều đèn. Các bạn lần lượt sao chép. Có thể vị trí hơi lệch một chút cũng không sao. Vậy là OK. Các bạn nhấn C
là top test thứ ba, antenna test. Tôi chọn vùng này, nhấn C và tiếp tục lên đây lại. Tôi thấy ánh sáng cũng tương đối được một vài vị trí này, có lẽ đèn hơi sát các vị trí trần nên có hiện tượng ánh sáng như vậy. Chúng ta cùng nhau chỉnh sửa sau. Còn bây giờ ở hai phòng chính này, chúng ta sẽ cho hai tấm đèn lên thật lớn, thả từ trên xuống để phát sáng bên trong. Bạn nên ăn flat hay kép. Với vị trí này, tôi kéo tấm lên. Bạn nên ăn flat hay kép. Một tấm ở tầng 1, một tấm ở tầng 2. Các bạn nhớ ẩn đèn. Và đấy tôi đã ẩn rồi. Tôi chúng ta tiếp tục sao chép đèn ở dưới này lên vị trí tầng trên này. Tôi chọn ra và chúng ta xoay. Xoay sao cho tương quan xéo sang cái trần. Và tầm độ tôi cho vừa phải 50. Chúng ta render test tiếp. Ánh sáng tương đối chói, tôi bắt đầu can giảm ngay. Chúng ta giảm còn 5 và tiếp tục render tiếp. Các bạn thấy rằng đẹp lên, chúng ta đã cắt một vệt đây rồi. Vì vậy tấm lên này chúng ta chắc chắn phải hạ thấp xuống một chút và kéo sao cho đừng giao cắt cây cột này. Chúng ta làm như sau. Các bạn chọn lệnh di chuyển, xác định vị trí cây cột ở đây và các bạn kéo vị trí đèn này vào trong một chút. Chúng ta scale, thậm chí chúng ta cho đèn này thấp xuống. Các bạn cần phải bật lại khung nhìn và chúng ta cũng nên giảm đèn đi chút nữa. Ở đây bằng 5, tôi cho khoảng bằng 3 thôi và tiếp tục render lại. Tôi thấy ánh sáng mềm và tương đối được. Có thể nếu muốn các bạn đặt vị trí đèn ở đây nữa cho sáng khu bếp này. Bây giờ chúng ta cùng nhau chỉnh vị trí đèn này lại. Tôi dùng bộ lọc chọn đèn. Bạn nhấn P, Z, Antelat, V, Kép. Đèn này không quá sát. Hiện bây giờ chúng ta sẽ ốp vật liệu này cho nó. Ở đối tượng này chúng ta sẽ dùng một vật liệu gọi là Verilite để giả lập đèn phát ra ánh sáng. Các bạn nhấn M lên và kéo đây một vật liệu Verilite, nhấp nút vào. Các bạn cùng nhau tăng cường độ lên, tôi tăng lên 10 và kích hoạt các chế độ này để phát sáng rồi đi ra xung quanh, tức là ánh sáng gián tiếp. Chọn đối tượng bấm vào đây và gắn vào. Vật liệu này chỉ mang tính chất hiển thị thôi các bạn nhé. Còn nếu bạn dùng nó như cái đèn Verilite bình thường thì rất nặng. Nếu muốn chúng ta có thể bỏ ba dấu này đi, bởi vì ở xa chúng ta cũng không cần nhìn thấy những vấn đề như thế này. Tôi nhấn C lại. Bây giờ các bạn nhấn F10 lên, bỏ tùy chọn ghi đẹp vật liệu và chúng ta bắt đầu render. Kết thúc tấm hình, tích quy trên màn hình. Nếu các bạn thấy quá tối, chúng ta nên chỉnh cho môi trường sáng hơn một chút. Việc điều chỉnh này sẽ khá là dễ dàng thôi. Các bạn nhấn M lên, chọn môi trường và chúng ta cho thông số này, có thể là chấm 1 chẳng hạn, tùy theo cường độ mà các bạn thích. Và chúng ta tiếp tục render. Cảnh của chúng ta chỉ đánh giá ở mức độ gần tối và các cây cỏ chúng ta nhìn vẫn rõ. Còn phần còn lại chúng ta có thể qua phần hậu kỳ Photoshop để chỉnh sửa thêm.